Chính sách khắt khe của Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới Úc nhằm cứu sống nhiều mạng người. Chính phủ Úc một lần nữa quyết tâm loại bỏ tội ác buôn người, cũng như ngăn chặn việc thuyền nhân tầm trú sẽ bị bỏ mạng trên biển cả, bằng cách tuyên bố một chiến dịch bảo vệ biên giới, tức là Operation Sovereign Borders. Chiến dịch lần này nhằm giúp thực thi các biện pháp một cách cứng rắn hơn, để bảo vệ những người yếu thế không phải đánh cược mạng sống của mình và hủy hoại cả một tương lai của nhiều thành viên trong gia đình. Trong buổi phát biểu ngày hôm qua tại cuộc họp báo chí ở Sydney, Thiếu tướng Andrew Bottrell, Chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm liên ngành OSB, đã nhấn mạnh rằng mọi người không nên tin tưởng vào những lời dối trá của những kẻ buôn người. Ngoài ra, ông Bottrell cũng đã nhấn mạnh rằng sinh sống và làm việc tại Úc sẽ không bao giờ là lựa chọn đúng đắn cho những ai tìm cách đến Úc một cách phi pháp, chẳng hạn như bằng ghe tàu, bởi vì cho dù là những thuyền nhân tầm trú này đến được nước, nhưng sau đó cũng sẽ bị trả về nguyên quán. Và luật lệ này sẽ áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả người già, trẻ em, đàn ông và đàn bà. Theo lời Thiếu tướng Bottrell, thì kể từ khi chính phủ lao động tiền nhiệm áp dụng chính sách cứng rắn này vào tháng 1/2013, đã không có thêm bất cứ sự chết chóc nào xảy ra trên biển, và hơn 740 người từ 29 chiếc ghe tàu chuyển lậu người đã bị trả trở về nguyên quán, trong số này có 4 chiếc ghe đến từ Việt Nam. Gần đây nhất là một nhóm công nhân người Sri Lanka đã mưu toan đến Úc phi pháp, nhưng cũng đã bị phát hiện và gửi trả về lại Sri Lanka. Thông điệp cuối cùng mà Thiếu tướng Andrew Bottrell muốn gửi đến cho tất cả mọi người là sẽ không có một sự nhân nhượng nào trong vấn đề thuyền nhân tầm trú tại Úc.